Xin chào quý vị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Ăn Sạch Sống Khỏe. Quý vị các bạn thân mến, bánh nướng, bánh dẻo là một loại bánh không thể thiếu trong mỗi dịp Trung Thu. Với cách làm đơn giản và không đòi hỏi nhiều kỹ thuật như bánh nướng, bánh dẻo được ưa chuộng hơn cả. Và trong video ngày hôm nay của Ăn Sạch Sống Khỏe sẽ chia sẻ từ các bạn cách làm bánh dẻo nhân thập cẩm đơn giản tại nhà. Đối với những chị em nào không có lò nướng thì chúng ta có thể tập tành làm món bánh dẻo này rất là nhanh chóng và dễ làm tại nhà. Hãy cùng vào bếp và thực hiện với Ăn Sạch Sống Khỏe các bạn nhé. Về phần nguyên liệu để làm bánh dẻo nhân thập cẩm thì vô cùng là đơn giản. Mình sẽ chia thành phần vỏ cũng như phần nhân để chúng ta dễ chuẩn bị. Đầu tiên là về phần vỏ bánh dẻo thì các bạn sẽ chuẩn bị 300g bột bánh dẻo. Bột bánh dẻo là bột nếp rang chín nha các bạn. Trong cái phần bột bánh dẻo này thì chúng ta sẽ sử dụng 250g để làm vỏ bánh. Ngoài ra thì chúng ta sẽ khoảng cần đến 50g làm bột áo để tránh chống dính ấy. Chính vì thế mà mình sẽ chuẩn bị tổng cộng là 300g. Mình sẽ chia là 250g để làm bánh và 50g để làm bột áo. Tiếp nữa thì là mình sẽ cần tới nước đường bánh dẻo. Nước đường bánh dẻo thì chúng ta sẽ cần trọng lượng gấp đôi so với phần bột bánh dẻo. Tức là mình sẽ sử dụng 500g. Đối với phần nước đường bánh dẻo thì các bạn cũng có thể xem một số cách làm nước đường bánh dẻo trong những video trước của Ăn Sạch Sống Khỏe. Còn nếu như các bạn không có thời gian để chuẩn bị nước đường thì các bạn có thể mua sẵn nước đường làm sẵn, có rất là bán rất là tiện lợi tại các cửa hàng làm bánh, họ có nấu sẵn rồi. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cần tới 5ml dầu ăn. Tiếp nữa thì để cho cái phần bánh dẻo của chúng ta có hương thơm thì chúng ta sẽ cần có nước hoa bưởi. Đó là về phần vỏ bánh dẻo. Tiếp theo đó là phần nhân thập cẩm. Nhân thập cẩm thì chúng ta sẽ cần chuẩn bị gồm có 100g hạt điều rang chín này, 100g vừng trắng rang chín, 100g hạt dưa bóc nõn rang chín. Đối với phần lạp xưởng thì chúng ta sẽ chuẩn bị 150g và các bạn nhớ là hấp chín nhé. Đối với phần mứt bí mình cũng chuẩn bị 100g, mứt sen 100g. Chúng ta sẽ cần có một chút lá chanh để tăng thêm cái hương vị chuẩn cho cái phần nhân thập cẩm. Ngoài ra chúng ta sẽ cần có rượu mai quế lộ, chúng ta sẽ cần chuẩn bị 10ml bột bánh dẻo và 100g mỡ đường để chúng ta sẽ kết dính lại cái phần nhân lại. Và trên đây là những cái nguyên liệu mà chúng ta sẽ cần chuẩn bị để làm bánh dẻo nhân thập cẩm. Các bạn nhớ là mứt bí này, mỡ đường, lạp xưởng, mứt sen, hạt điều, mứt bí thì các bạn có thể đập nhỏ đi một chút. Đối với phần mỡ đường thì các bạn thái hạt lựu này, lạp xưởng thì chúng ta cũng thái hạt lựu, mứt bí cũng như vậy. Lá chanh thì các bạn thái chỉ. Ở trên đây là những nguyên liệu mà mình sẽ chuẩn bị để làm bánh trung thu nhân thập cẩm. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành bắt tay vào thực hiện. Bước đầu tiên là sẽ là bước trộn bánh, bột bánh. Các bạn sẽ cho 500ml nước đường vào trong một tô. Tiếp đến mình cho tới phần tinh dầu hoa bưởi vào, các bạn cho khoảng tầm 5ml vào để mình sẽ khuấy đều để cái phần nước đường và tinh dầu sẽ hòa quyện với nhau. Tiếp đến thì mình sẽ cho 250g bột bánh dẻo vào khuấy cho tới khi nào mà chúng ta tạo thành cái hỗn hợp sền sệt và nhạt là được. Mình cho phần dầu ăn vào.
Tiếp đến thì mình sẽ cho phần bột này của chúng ta ra một mặt phẳng để chúng ta sẽ nhào bột. Các bạn sẽ cho vào đây một chút bột khô để bột của chúng ta khi nhào sẽ dễ dàng hơn. Các bạn nên nhào bột nhẹ nhàng nhưng phải dứt khoát để khi nào mà chúng ta sẽ thu được một cái khối bột mềm mịn không dính tay nữa là được. Tiếp đến là phần nhân thập cẩm, các bạn sẽ cho tất cả các phần nguyên liệu là nhân thập cẩm vào và chúng ta sẽ trộn đều. Bạn sẽ nắm, có thể nắm được thành viên tròn là được. Đó, như vậy là các bạn có thể thấy là phần bột bánh dẻo khi mà mình đã nhào bột thì bột bánh dẻo nó sẽ thành một khối mềm mịn trắng rất là đẹp mắt như thế này này các bạn nhé. Sau đó thì mình sẽ tiến hành là chia phần bột vào phần nhân. Phần bột sẽ chiếm tỷ lệ 2 phần bột và 1 phần nhân. Tức là bình thường một khuôn bánh dẻo sẽ có trọng lượng khoảng tầm 150g. Thì các bạn sẽ chia sao cho phần bột sẽ là 100g, còn phần nhân sẽ là 50g. Đó, 2 phần bột và 1 phần nhân. Phần vỏ bánh mình sẽ dàn mỏng và sau đó mình cho nhân vào giữa. Mình sẽ dùng tay và kéo các mép bột lên sao cho khối bột bao tròn lại phần nhân. Bước đóng bánh thì các bạn nên cho cái phần khuôn xoa một chút bột vào thì khi mà mình đóng nó sẽ không bị dính. Rồi sau đó mình sẽ cho phần bánh của chúng ta vào trong khuôn. Các bạn dùng tay ấn chặt xuống sao cho bánh nằm trọn trong vùng khuôn để hoa văn sẽ in hết lên cái phần bánh này thì chúng ta sẽ có được thành phẩm đẹp. Cuối cùng là mình gỡ bánh ra khỏi khuôn. Đó, như vậy là mình đã có một chiếc bánh trung thu nhân thập cẩm vô cùng là hấp dẫn và đẹp mắt rồi. Tương tự mình cũng làm như vậy cho tới khi hết phần nguyên liệu. Vậy là chỉ với vài bước đơn giản mà không cần lò nướng bánh là mọi người có thể trổ tài làm ra những chiếc bánh dẻo trung thu nhân thập cẩm vô cùng là thơm ngon, hấp dẫn để chúng ta có thể làm quà tặng cho bạn bè và người thân nhân dịp trung thu này rồi. Như vậy là các bạn có thể để bánh dẻo 1 đến 2 ngày, bánh của chúng ta nó sẽ trong lại và khi ăn sẽ rất là dẻo này, mềm quyện với nhân vị thập cẩm ngon sần sật của mứt bí, lạp sườn sẽ rất là ngon nha các bạn. Chúc các bạn sẽ thực hiện thành công với cách làm bánh dẻo nhân thập cẩm mà An Sẽ Sống Khỏe đã chia sẻ trên đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.